mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để sát lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó, hãy rủ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Sau khóa huấn luyện trung cấp 2 năm về kỹ năng loan báo tin mừng, hôm nay Chúa Giêsu đặc phái các môn sinh của mình lên đường thực tập sứ vụ trước khi cấp chứng chỉ tốt nghiệp ra trường cho các ông. Ngày trước lúc lên đường, Chúa Giêsu đã không quên ân cần dặn dò các môn sinh cách thức để việc loan báo tin mừng mang lại hiệu quả như ý. Tự trưng lời dặn dò đó chứa đựng ba bí quyết như là kim chỉ nam cho các nhà truyền giáo mọi thời mọi nơi. Loan báo tin mừng, sứ mạng phải được thực hiện trong chiều kích cộng đoàn. Cá nhân chủ nghĩa không có chỗ đứng trong công cuộc loan báo tin mừng. Bởi chưng Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi từng người một, lẻ loi, đơn độc, để rồi các ông cứ mãi hát khúc hát cô đơn một cõi đi về. Ngài sai họ đi là sai từng hai người một, cùng với các tông đồ khác tạo thành nhóm, thành cộng đoàn. Qua đó, các ông được huấn luyện tinh thần làm việc chung, làm việc với người khác. Tinh thần làm việc chung, việc nhóm mới có khả năng tạo nên sức mạnh kỳ diệu. Hơn nữa, trên phương diện chứng tá, chứng của hai người trở nên bao giờ cũng có giá trị hơn. Giá trị còn là vì cộng đoàn tính nói lên tinh thần liên đới và hiệp nhất của người tông đồ. Cộng đoàn tính còn là lời chứng sống động về tình huynh đệ yêu thương mà họ rao giảng. Bởi thế, ta không ngạc nhiên khi thấy các vị thừa sai thường được phái đi từ hai hoặc ba người đến một giáo điểm hay một vùng miền nào đó để làm việc tông đồ truyền giáo. Chính Chúa Giêsu khi được Chúa Cha sai đến trần gian, Ngài không đi một mình, nhưng có Chúa Thánh Thần cùng đồng hành và cùng hoạt động với Ngài. Loan báo tin mừng, sứ mạng cần được thực hiện với tinh thần siêu thoát. Siêu thoát khỏi những dính bén với của cải vật chất, tiền bạc để sẵn sàng lên đường, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu một cách nhanh nhẹn và vui tươi. Siêu thoát với mọi thực tại đời này để toàn tâm, toàn ý cho sứ mạng được giao phó. Thái độ siêu thoát cũng là dấu chứng, nói cho người khác biết lòng tin tưởng, phó thác của người môn đệ vào sự quan phòng của Chúa. Chúa quan phòng phải là người bạn đường của người loan báo tin mừng. Nếu gạt Chúa quan phòng sang một bên, người tông đồ chỉ còn loay hoay vun vén, đào hang, xây tố cho riêng mình. Chúa Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ của Ngài về tinh thần siêu thoát và tín thác. Khi đến trong trần gian,
Ngài không mang theo gì ngoại trừ tình yêu của Chúa Cha. Khi sống trong trần gian, cũng như khi đi trao giảng tin mừng, Ngài hoàn toàn sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa Cha. Chính Ngài đã bộc bạch: chim có tổ, cáo có hang, còn con người không có chỗ tựa đầu. Loan báo tin mừng, sứ mạng phải được thực hiện với năng quyền của chính Chúa. Lệnh truyền và sứ điệp loan báo tin mừng không đến từ con người, nhưng đến từ Thiên Chúa. Do đó, để có thể chu toàn sứ mạng, cần đón nhận năng quyền Thiên Chúa ban. Đó là năng quyền rao giảng, công bố tin mừng cứu độ của Đức Kitô. Đó là năng quyền chữa lành và thánh hóa, nhằm cải thiện đời sống và phong hóa trần gian. Đó còn là năng quyền trừ quỷ, hầu chế ngự và đẩy lui các thế lực sự dữ. Kinh nghiệm của các tông đồ ngày hôm nay cũng cho thấy, Thiên Chúa luôn dẫn dắt chúng ta đi: ơn ta đã đủ cho ngươi. Qua bí tích rửa tội, đặc biệt là bí tích thêm sức, người Kitô hữu cũng là người được sai đi, được sai đi cùng với người khác, được sai đi với tinh thần siêu thoát, và được sai đi với ơn sức của Chúa. Đối tượng mà chúng ta cần nói cho biết về Chúa không ở đâu xa, mà ngay trong gia đình, gia tộc và xứ đạo của mình. Họ là những người thân thích với ta, là bà con lối xóm của ta, họ là những người đồng hương với ta, họ là những người cùng nghề, cùng sở làm với ta. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là khi thực hiện ơn gọi loan báo tin mừng, tôi đã nêu cao tinh thần chung, tinh thần cộng tác với anh chị mình chưa? Hay vẫn còn cá nhân chủ nghĩa? Tôi đã đề cao tinh thần siêu thoát chưa? Hay còn quá dính bén với những thực tại đời này? Tuyệt vời.
những ân tình Chúa dành cho con. Quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm ơn anh ân không bờ bến. Chúa thương ban xuống trên phận ân tình xuống từ trên cao, đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu, dễ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn. Chọn con lúc con xa xưa, bước đi giữa muôn người, đem lòng mến tô thắm môi cười, đem tình Chúa thương yêu thứ tha vào đời. Tim con mềm yêu, dễ phai như